ngày tới thì chỉ có vali và một cái set thôi. Bây giờ làm cả đống các bạn rất là mệt. Đây, chuẩn bị tạm biệt căn phòng này rồi. Còn một cái tủi gạo 20 cân nữa. Thật sự là không biết nến có gửi không, vì cũng khá là tiếc tiền. Tủi này mua là gần 1 triệu tiền Việt mình ấy, là gần 50.000. Mà mình mới ăn được mấy hôm chứ mấy. Bây giờ xách đi thì cũng khá là nặng, mà không biết tech bé nó tính giá như thế nào. Rồi máy tính, rồi còn cái vali này nữa. Còn cái này thì mặc sau lưng, mặc được. Còn cái bếp ga nữa, nhiều đồ quá. Đây đây, mặt trời. Chú lên luôn. Thôi mà chú xíu. Tạm biệt đôi giày 6 tháng. Đã cho mình kiếm được một số tiền không ít không nhiều. Tạm biệt mọi người rồi. Giờ sẽ theo cái vali. Bởi cái này rất là nặng. Ôi. Cũng hơi buồn. Nhưng mà dù sao mình đi cái nơi khác thì có lẽ là sẽ hay hơn. Bây giờ phải bắt xe buýt lên Suwon xong rồi bắt từ Suwon về Daegu.